Xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món cháo dành cho bé. Đó là mình sẽ nấu cháo cua biển và rau mồng tơi. Ở đây thì cua biển mình đã chuẩn bị một con và mình đã luộc sẵn. Một lá mồng tơi khoảng 10 lá, 7-8 lá gì đó tùy cái theo cái khẩu phần ăn của từng bé. Mình rửa sạch. Và bây giờ thì để nấu món cháo cua biển này thì mình đã chuẩn bị nấu cháo sẵn. Bây giờ mình bước đầu tiên là mình sẽ mang cua này đi, mình gỡ lấy thịt nhé. Rau thì mình sẽ bằm nhuyễn. Bây giờ mình sẽ gỡ cua lấy thịt trước. Sau khi mà mình đã gỡ phần thịt cua thì bây giờ mình sẽ mang phần thịt cua đi bằm nhé. Mình sẽ bằm nhỏ ra. Đây, sau khi mà mình đã mình bằm nhuyễn cua và rau mình cũng đã bằm nhuyễn thì bây giờ mình sẽ đi nấu cháo nhé. Đây là cháo mà mình đã nấu sẵn. Bây giờ mình sẽ cho vào, cho thịt và rau vào nhé. Đây là thịt cua, mình sẽ cho phần thịt cua vào trước. Cái phần thịt cua thì mình chỉ cho khoảng 2 muỗng thôi nhé. Các mẹ có thể mua cua to, cua nhỏ thì tùy ý. Nhưng mà với một chén cháo thì mình chỉ nên cho khoảng 2 muỗng. Cua cũng đã chín rồi nên là mình cứ cho cua vào mình đảo trước. Rồi mình sẽ cho nốt cái phần rau mình tươi của mình vào. Ở cái món cháo cua này thì mình sẽ không cho thêm nước mắm. Tại vì cua thì thịt cua thì cua biển nó rất là đậm đà rồi. Nên là mình sẽ không cần phải nêm thêm gia vị nước mắm nhé. Nấu cháo cua này thì chỉ cần để cho cái vị ngọt tự nhiên của cua và rau là được rồi. Rau mồng tơi nó cũng rất là ngọt. Mình để cho cháo của mình sôi lại và mình vậy là mình đã vừa sắp hoàn thành xong cái món cháo cua nấu với rau mồng tơi. Đây là món rất là thơm ngon mà lại đơn giản, thơm. Ở những cái video trước thì mình có chia sẻ cái cách mà mình thường hay nấu cháo cho bé nhà mình. Cháo này của bé nhà mình thì mình nấu là 4 phần gạo tẻ và 3 phần gạo nếp nhé. Nên là cháo rất là dẻo và thơm. Mình để cho cháo nó sôi lên, nó sôi lại như vậy là rau cũng đã như vậy là đã chín rồi các mẹ. Mình không nói nấu quá lâu nhé. Rồi mình sẽ tắt bếp và mình cho dầu thêm dầu ăn của bé. Ở đây thì bé nhà mình sử dụng dầu ăn dầu ô liu nhé. Bé nhà mình thì mình cho ăn đa dạng, thì mình rất là nhiều loại dầu, dầu ô liu, dầu cá hồi, dầu đậu phộng, một số các loại dầu từ hạt. Hết loại này thì mình lại đổi một loại khác để cho bé ăn đa dạng. Và vậy là mình đã vừa nấu xong, bây giờ mình sẽ cho ra chén để cho bé nhà mình ăn nhé. Đây, mình sẽ cho ra cái chén này. Rất là thơm ngon, vừa đủ một chén. Mùi rất là thơm luôn. Cháo này thì bé nhà mình rất là thích ăn. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong một món cháo nấu từ cua biển và rau mồng tơi. Hy vọng là với món cháo cua biển nấu với rau mồng tơi này thì các bé sẽ ngon miệng và các mẹ sẽ có thêm cho mình một thực đơn dành cho bé yêu của mình nhé. Vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các mẹ nhớ like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất nhé. Để làm thêm phong phú thêm cái thực đơn dành cho bé yêu của mình nhé. Xin
Xin chào các mẹ.